Hôm nay thì em sẽ xả kho xe hàng cho các bác nhà mình rất chi là nhiều các mã pin trâu. Từ pin 10 xe, 15 xe, pin 20 xe và pin 20V sẽ có rất là nhiều các mã để cho các bác nhà mình có thể tham khảo và lựa chọn trong cái buổi video này. Pin ngày hôm nay em sẽ sale cho các bác giá chỉ từ 90.000 trở lên là các bác cũng đã có thể mua được một quả pin nha các bác nha. Hôm nay thì em sẽ lên đủ mã nhé, có rất là nhiều những cái phân khúc giá để cho các bác nhà mình có thể tham khảo và lựa chọn tùy theo túi tiền. Các bác có thể mua những cái quả pin riêng này, hoặc là mua những cái thân máy mài, thân máy khoan, thân máy bu lông, hoặc là mua chọn bộ máy đầy đủ là bên em cũng có các bác nhá. Đấy, bây giờ thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết tới các bác này. Các bác có thể mua pin hoặc là mua sạc nha. Đây sẽ là những cái sạc bàn màu đen mà thiết kế là sạc cho những cái quả pin chơi pin phổ thông. Các bác sạc cho pin 10 xe hoặc pin 15 xe. Giá hôm nay chỉ có 70.000 một sạc thôi các bác nhá. 70.000 một cái sạc màu đen như thế này. Các bác chốt đơn gọi cho em là sạc bàn màu đen. Giá chỉ có 70.000 đồng thôi. Còn đây thì em sẽ còn sót một cái quả pin 12V. Pin tròn chơi pin tam giác thì em sẽ sale tặng các bác giá chỉ có 90.000. Pin này các bác gọi cho em là pin 12V. Giá 90.000 cho em. Và sẽ còn có rất là nhiều những cái pin 10 cell nhá. Đây như cái quả pin 10 cell của Mazda pin châu như thế này, hàng trên pin phổ thông này. Hôm nay em sale tặng các bác giá chỉ có 170.000 thôi. 170.000 cho quả pin châu 10 cell của Mazda và hàng chính hãng như thế này. Thiết kế là hàng chân pin thông dụng cho em này. Và cái pin của Macan này hoặc là Hucan này. Đây sẽ là cái quả pin 10 cell pin chống cháy của Hucan, mã pin 4.0AH nhá. Cái pin này là em còn lẻ có một quả thôi, cho nên là em sẽ sale tặng các bác giá sẽ là 400.000. Đấy, bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là pin 10 cell của Hucan, pin chống cháy loại pin 4.0AH. Đấy, giá chỉ có 400.000 một quả thôi nha. Còn đây thì sẽ là cái pin 10 cell của T-Box này. Pin 10 cell của T-Box là em còn sót đúng một quả thôi nha các bác nha. Đấy, pin này là loại pin màu xanh đây này các bác này. Ở đây nó sẽ có cái khe hở để cho các bác có thể nhìn thấy nha. Pin chất lượng, pin hàng chính hãng luôn. Cái pin này nó là pin hàng trưng bày, em để ở cái chỗ mà em hay livestream giới thiệu sản phẩm cho các bác thì có thể là cái pin này nó hơi bụi bụi một chút này. Đấy, còn duy nhất một quả thôi nha. Giá là 300.000 nhưng mà hôm nay em còn một quả em sale tặng lốt luôn cho các bác là 199k bao ship nhá. Bác nào chốt mã này gọi cho em là pin 10 cell của T-Box nha các bác nha, còn đúng một quả duy nhất thôi. Còn đây sẽ là cái quả pin 15 cell của Akuza. Cái pin này là pin bóc máy đấy các bác nhá. Pin này là pin bóc máy cho em. Nào bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là pin 15 cell của Akuza. Em có đúng một quả duy nhất thôi. Cái pin này là pin hàng chính hãng và chân pin phổ thông có đèn báo pin này các bác này. Pin này có đèn báo pin. Pin của Akuza thì sẽ là pin chính hãng và pin dòng xả cực cao luôn. Hàng chân pin phổ thông có đúng một quả duy nhất, chỉ chốt được cho một bác khách hàng đầu tiên duy nhất là các bác chốt được. Đấy, các bác gọi cho em là pin 15 cell của Akuza. Giá sẽ là 499k nha. Đấy, và cái sạc của Akuza là em cũng sót hai cái. Đây, hai cái này nha. Cái này là sạc của Akuza, nó là sạc chính hãng, sạc bàn, sạc nhanh như này cho em. Giá 99.000 một cái nhá. Các bác gọi cho em là sạc bàn màu xanh của Akuza, giá 99k cho em này. Còn những cái sạc như thế này nó sẽ là cái sạc bàn sạc to, mà sạc chân pin phổ thông nó sẽ có chữ hoặc là không có chữ như thế này. Giá 80.000 một cái nhá. Đấy, bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là sạc bàn sạc to, giá 80.000 một cái cho em này. Còn cái pin này nó là cái pin 10 cell của Hucan, hàng chính hãng, chân pin X2. Cái này em hàng bóc máy là nó có một quả này. Sale các bác giá là 199k nha. 199k, cái này gọi cho em là pin X2, pin Hucan X2 nhá. Cái pin này thì nó sẽ không phải là chân pin phổ thông nhá, nó sẽ là cái mẫu chân pin này. Bác nào mà có bu lông Hucan X2 á thì là các bác sẽ sử dụng cái chân pin này đấy ạ. Giá của quả pin này thường là các bác mua cái pin này là pin 4.0AH, pin dòng xả cao. Thường là giá các bác mua nó sẽ phải tầm 350 cho đến 400.000 một quả. Nhưng mà cái này em còn có một quả thôi, nên là em sẽ sale tặng các bác giá 199k. Các bác chốt đơn gọi cho em là pin 10 cell của Hucan là X2 nhé. Có duy nhất một quả thôi này. Và đây thì em sẽ giới thiệu các bác này những cái quả pin của Dorama nhé. Đây, pin của Dorama. Pin của Dorama hàng chính hãng em có 3 mẫu cho các bác. Cái pin này là pin 10 cell này. À đâu, em xin lỗi, đây là pin 15 cell. Pin 15 cell này, sắm 6.0AH này, chân pin phổ thông và có đèn báo pin này. Giá em bán tặng các bác là 270.000 nhá. Bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là pin 15 cell của Dorama, giá 270.000. Còn đây là pin 20 cell.
pin 20 cell của Dorama thì nó sẽ có hai mẫu các bác nhìn nhá. Cái mẫu này là mẫu pin thường và mẫu này là mẫu pin Bluetooth. Đấy, mẫu pin Bluetooth thì nó sẽ là hàng cao cấp hơn, cái mạch của nó sẽ là cái loại dòng xả cao hơn nhá. Thì chốt cái mã này các bác gọi cho em là pin 20 cell của Dorama, giá sẽ là 399.000 nhá. Đấy, còn cái mẫu pin 15 cell của Dorama Bluetooth này thì giá sẽ là 499.000, được chưa ạ? Đấy, bác nào ưng mã nào, chốt mã nào thì mình lên đơn trực tiếp giúp cho em. Và đây sẽ là những cái quả pin 20 cell của Tyree và hàng chính hãng này. Đây, pin 20 cell của Tyree, hàng chính hãng. Cái này nó sẽ là hàng chân pin phổ thông nhá. Bây giờ em sẽ kiếm cái loại pin, chị cho em mượn cái loại pin của Tyree để cho các bác xem. Bây giờ em sẽ quay cho các bác nhà mình cái loại pin đây ở phía bên kia. Khoan, cái loại pin của Tyree 20 cell ấy, là hôm trước là em đã khui cái loại pin cho các bác xem rồi. Bây giờ em sẽ nhờ người lấy cái loại pin ra đây để em cho các bác nhà mình xem chi tiết cái loại pin của Tyree 20 cell này luôn. Đây, cái loại pin đây, các bác nhìn xem này. Cái pin này nó sẽ là mạch 6 màu phép. Đấy, và loại pin thì sẽ là loại pin Samsung các bác nha. Loại pin Samsung, cái loại pin loại chất lượng số 1 trên thị trường hiện nay đấy ạ. Đấy, cái loại pin em tháo ra đây thì nó sẽ là cái mẫu pin của pin Tyree 20 cell này các bác nhá. Pin 20 cell của Tyree, hàng chân pin phổ thông đây. Có đèn báo pin cho em nhá, có đèn báo pin. Đấy, mẫu pin dòng xả cực cao luôn. Và hôm nay đặc biệt với cái quả pin này, các bác chốt được pin 20 cell mà giá thật sự luôn, rẻ hơn cả pin 10 cell khi mà các bác mua ngoài thị trường đấy. Các bác nhìn kỹ lại cho em cái loại pin nhá. Đây em đã khui thử cho các bác xem đây rồi. Cái loại pin của nó sẽ là mạch 6 MOSFET và loại pin Samsung cho em này. Đấy, rất chi là đẹp và chắc chắn xịn sò như này. 20 cell thì nó sẽ có 4 hàng pin và mỗi hàng là 5 quả pin như này. Đấy, tổng thể sẽ là 20 cell pin như này cho em nhá. Đấy, ưng mã này, chốt mã này các bác gọi cho em là pin 20 cell của Tyree. Đấy, hàng chính hãng nhá. Nhớ cho em là cái mẫu pin này sẽ là mẫu pin mạch 6 MOSFET đấy ạ. Bao xài cho tất cả các bác thợ luôn. Giá em bán tặng các bác ngày hôm nay sẽ là 399.000 nhá. Bác nào ưng mã này, chốt mã này gọi cho em là pin 20 cell của Tyree nhá. Giá chỉ có 399.000 thôi, quá là rẻ luôn cho em. Còn đây thì sẽ là những cái quả pin 4 cell các bác. Pin 4 cell cho em này. Pin 4 cell thì giá sẽ là 180.000 đồng nhá. Pin 4 cell là 180.000 đồng cho em. Và đây sẽ là những cái sạc 12V. Sạc 12V thì giá sẽ là 60.000 một sạc cho em. 60.000 một cái sạc 12V giúp cho em này. Bên này thì em sẽ có một cái combo pin của Hukan, loại cao cấp nhất các bác nha. Đây sẽ là pin Hukan 20 cell. Đặc biệt này, với những cái mẫu pin khác ngày hôm nay các bác mua thì nó không có cái chương trình tặng sạc. Nhưng mà riêng cái pin Hukan này này, riêng cái pin Hukan này ngày hôm nay là đang có cái chương trình sale, đại sale giá cực khủng cho các bác nha. Đấy, đây được nhận quà tặng nha. Cái pin này là pin 8.0AH, pin 20 cell của Hukan, chân pin phổ thông này, dòng xả cực cao và có đèn báo pin. Hôm nay là các bác mua một pin 20 cell của Hukan, các bác sẽ được tặng một cái sạc màu xám của Hukan hàng cao cấp đây. Và tặng một cái thân đèn tròn của Hukan chân pin phổ thông như thế này. Combo là 3 món như thế này luôn. Mua một mà được 3 các bác nha. Tức là các bác mua một quả pin 20 cell của Hukan được theo nguyên là một combo 3 món như thế này, một pin, một sạc và một đèn cho em. Đấy, và giá thì chỉ có 799k thôi, quá rẻ quá hời luôn cho em. Đây sẽ là mẫu pin dòng xả cao nhất, hàng cao cấp nhất các bác nha. Chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là pin 20 cell của Hukan, tặng sạc và tặng đèn. Đó, giá chỉ có 799.000 đồng thôi. Đây này, hôm nay là em còn sót kho là có một cái bộ máy bu lông của Hukan X1, hàng đời đầu các bác nha. Cái mẫu này sẽ theo hai quả pin, một pin 10 cell, một pin 15 cell. Đấy, hai pin đi kèm như này cho các bác, hàng chân pin phổ thông, có sạc đi theo. Và đây là thân máy này, có cả một khẩu 22 nhá. Nguyên hộp như này này. Đây. Em sẽ thử máy cho các bác xem nhá. Cái mẫu này thì nó sẽ là cái hàng đời đầu. Đấy, đời đầu thương hiệu của Hukan, hàng chính hãng của Hukan. Hôm nay em còn sót kho có một bộ duy nhất thôi, em sẽ sell tặng các bác, bán tặng các bác với mức giá là bao nhiêu ạ? 1.350.000 đồng cho em nhá. Đầu bu lông 1/2, đầu rỗng đa lăng như thế này. Và đặc biệt này, cái bu lông này á, cái đầu máy của nó sẽ có cái viên bi để giữ mũi rất chi là chắc chắn luôn. Đấy, lực xiết của máy sẽ là 330 Newton nhá. Model hàng đời đầu đấy ạ.
X1 Pro các bác nhá. Bây giờ ra thị trường các bác tìm cái model này thì nó sẽ không có hàng nữa đâu. Cái này thì nó hết hàng lâu lắm rồi, nhưng mà cái này em bị sót kho nên là nó có một bộ thôi, chốt được cho một bác thôi nhá. Bác nào ưng thì mình gọi cho em là chọn bộ Hukan X1 hàng đời đầu, giá chỉ có 1.350.000 đồng thôi. Bác nào nhanh tay là mình có nhá, chậm chân chậm tay thì là hết cơ hội. Đấy, còn bên này thì em có một ít cái, đây này, cái thân mài pin màu vàng và thân mài pin màu xanh. Hôm nay là em còn sót là mỗi mẫu nó còn tầm độ 2-3 chiếc nữa, cho nên là em cũng sale bán tặng đồng giá cho các bác luôn nhá. Mỗi một cái thân máy này các bác đi theo có phụ kiện này, tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi như này. Lựa chọn cho em màu xanh hoặc màu vàng, hai cái này nó giống nhau, nó chỉ có khác màu thôi. Cho nên là các bác muốn lấy màu nào các bác báo em. Đấy, cái màu vàng thì nó sẽ là của thương hiệu Mazda, còn màu xanh thì sẽ là của thương hiệu Dorama như này. Cái thân máy mài này sẽ là hạt chơi bi phổ thông nhá. Em sẽ thử một cái thân máy này cho các bác xem. Đây, cái thân máy này sẽ là hạt chơi bi phổ thông, cho nên là về các bác lắp vào những cái khối pin chơi bi thông dụng như này cho em. Nếu bác nào mình có pin ở nhà rồi mình mua thân mài nhá. Nếu các bác chưa có pin thì mình có thể tham khảo đấy. Em vừa lên rất là nhiều các mã pin đấy, thì các bác ưng cái mã pin nào thì các bác cứ lên đơn. Đây, hàng công tắc bóp này. Đây là em sẽ thử máy cho các bác xem. Cái những cái máy mài pin này thì các bác cứ làm thợ thuyền xài thoải mái, công tắc bóp này. Ở đây thì máy sẽ điều chỉnh là được 3 tốc này. Đấy, điều chỉnh là 3 tốc độ nhanh chậm cho em. Máy thì là sử dụng motor từ không chổi than, máy 1 tấc. Đấy, bao xài cho tất cả các bác thợ nhá. Và rất là êm. Những cái máy này á, hôm nay các bác mua thì giá nó hời này, có 350.000 thôi. 350.000 thôi, tặng kèm cả phụ kiện tay cầm, tay mở ốp bảo vệ lưỡi. Quá rẻ và quá chất lượng luôn cho em. Số lượng còn ít cho nên là các bác nhà mình nhanh tay khẩn trương để có đơn nhá. Máy đục của Hukan 14 ly mẫu mới, thiết kế màu xám xi măng các bác nha. Hôm nay em có khoảng tầm độ chục cái nên là sẽ sale bán tặng cho các bác nhà mình. Đây, model của máy này HK RHK 3603, hàng gen 2 của Hukan, hàng cao cấp các bác nha. Với cái sản phẩm này sẽ được bảo hành trên toàn quốc là 1 năm đấy ạ. Hàng chính hãng của Hukan, và khi các bác nhận về nó sẽ là hàng nguyên hộp như này. Cái hộp của nó rất chi là dày dặn đẹp và chắc chắn, thiết kế logo dập đổ như thế này luôn cho em. Đây, trong bộ sản phẩm này các bác sẽ có một máy và một tay cầm. Máy là xài điện trực tiếp 220V và dây điện dẫn rất là dài cho em nhé. Ở đây thì các bác còn được tặng thêm là đây này, có một đôi chổi than dự phòng, một cái khóa mở mũi như thế này. Ở đây thì sẽ có một cái lọ mỡ đi theo này, và có hai mũi đục các bác nhá. Hai mũi đục là một mũi nhọn, một mũi bằng, mũi đầu gài, mũi đục 14 ly như này. Và kèm theo ở đây nó sẽ có ba mũi khoan bê tông đấy ạ. Có ba mũi khoan bê tông các bác nhá, mũi đầu gài như thế này cho em. Đấy, sản phẩm rất chi là đầy đủ luôn, mà hôm nay thì giá quá là rẻ luôn. Trọng lượng của cái máy này sẽ lên tới là 5 kg. Và bây giờ em sẽ thử máy cho các bác nhà mình xem này. Đây, xài điện trực tiếp 220V nhá. Máy xài rất chi là êm luôn cho em. Công trình, và đặc biệt ngày hôm nay với mức giá cực kỳ là ưu đãi cho anh em mình. Logo dập nổi trên máy này, công suất của máy sẽ là hàng công suất cực đại 1200W, máy xài điện trực tiếp 220V. Hôm nay nếu mà anh nào chốt mã này này thì cứ lên đơn gọi cho em là máy đục 14 ly của Hukan loại màu xám, với mức giá em bán tặng canh là 1.250.000 đồng thôi, hỗ trợ bao ship về tận nhà, nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền, cho nên là canh là cứ yên tâm. Đấy, cái sản phẩm này sẽ được bảo hành 1 năm nhá. Riêng những cái mã khác là canh mua chỉ bảo hành 3 tháng đến 6 tháng là cùng thôi, nhưng mà cái mã này hôm nay sẽ được bảo hành đến 1 năm trên toàn quốc. Mà giá rất chi là hời, canh nhanh tay, số lượng em còn đây khoảng tầm hơn chục bộ thôi nha. Cho nên là anh nào chốt thì mình nhanh tay, nhớ lên đơn liên hệ trực tiếp nhà em thì gọi là máy đục 14 ly của Hukan loại màu xám. Nhớ các bác nhớ đọc đúng mã cho là ok. Các bác cứ gọi cho em là gửi cho anh cái máy đục 14 ly của Hukan loại màu xám, với mức giá 1.250.000 đồng thôi. Quá rẻ, các bác nhà mình cứ nhanh tay là có đơn nha. Hôm nay thì bên em về rất chi là nhiều kẹp mát nam châm, kẹp mát máy Hàn các bác nha. Đây, loại này sẽ là loại dày dặn đẹp xịn sò nhất luôn các bác ạ. Nhưng mà mức giá thì em sẽ gửi tặng các bác, giá sẽ là giá rẻ nhất, yêu thương nhất thị trường cho bác. Các bác nhìn này, ấy, nó hút này, ấy, hút mạnh lắm các bạn. Cái này các bác nhìn nó như này thôi nhưng mà có thể hút được cả một thanh V lên nha các bác nha. Đấy, hôm nay thì giá bán tặng cho các bác là có 40.000 một cái thôi. Đấy, các bác lựa chọn mua một vài cái để mình có thể đi ghép chung, đi những cái đơn hàng nào mình chưa được bao ship về đây này các bác này. Đấy, nó hút rất chi là mạnh luôn. Đây này, cái loại dính vào cái kia này, rất là ok luôn nha các bác nha. Mạnh cực kỳ là mạnh luôn á. Đó. Cái này mẫu mã rất chi là đẹp nha. Trên thị trường thì nó có nhiều loại, nhiều đơn vị bán cái này lắm, nhưng mà em sẽ gửi các bác loại chuẩn xịn nhất, đẹp nhất, dày dặn nhất và xịn sò nhất. Giá thì sẽ là mức giá rẻ nhất luôn cho em. Đấy, hôm nay là em về số lượng nhiều lên là em sẽ sale bán tặng nhá. Giá cực rẻ luôn, có 40k thôi. Bác nào chốt thì mình nhanh tay nhá.
liên hệ trực tiếp bên nhà em, số điện thoại phần tiêu đề. Đấy, chốt đơn cái này các bác chỉ cần gọi là cho em là kẹp mát nhá. Gọi cho em là kẹp mát 500 các bác nhá. Đây, đẹp và xịn sò lắm. Cái một như thế này này. Đấy, nguyên một cái như này giá có 40k. Quá rẻ, quá hời luôn các bác. Đây, bên em còn vài cái bộ máy khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda hàng chính hãng như thế này. Đây, em sẽ mở cho các bác nhà mình xem này. Trong cái bộ sản phẩm này các bác nhận hàng về thì nó sẽ có rất là đầy đủ luôn. Và cái mẫu máy thì cái đợt này nó rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây sẽ là một con máy khoan đa chức năng luôn. Các bác nhìn cho em này, sản phẩm đầy đủ theo một thân máy, hai pin và một sạc như thế này. Dòng sạc của nó sẽ là sạc bàn này, pin là pin trâu, pin 10C và chơi pin phổ thông. Đi theo có một cái tay cầm như thế này. Và bây giờ thì em sẽ lắp pin vào đây để thử máy cho các bác nhà mình được cùng xem nhá. Cái dòng này nó sẽ là dòng 3 chức năng các bác ạ. Đây này, 3 chức năng, có chức năng búa khoan tường này, điều chỉnh 20 cấp độ chuột nha. Đầu máy sẽ là đầu 13 ly tự xiết. Và con máy này thì sẽ sử dụng làm motor từ không chổi than. Hàng đa chức năng này phù hợp với rất là nhiều các bác thợ này, phù hợp với rất là nhiều ngành nghề. Đấy, và ngày hôm nay thì em sẽ sale tặng cho các bác nhà mình với mức giá phải nói rằng là rẻ như cho luôn. Bác nào ở nhà có sẵn pin rồi mình mua thân máy nhá. Pin này sẽ là pin phổ thông cho nên là nhiều bác ở nhà có pin sạc rồi thì mình mua thân máy này. Thân máy thì sẽ không theo vỏ hộp thì giá của nó chỉ có là 499.000 thôi. Nhưng mà bác nào mình chưa có pin thì mình sẽ mua nguyên bộ như thế này, nguyên hộp như thế này thì giá chỉ có 799.000. Với mức giá phải nói rằng là rẻ bất ngờ luôn, để em gửi tặng tới tất cả các bác. Và sẽ hỗ trợ là miễn phí ship hoàn toàn cho toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Nếu mà chốt đơn thì các bác nhớ gọi cho em là khoan pin 13 ly màu xanh của Mazda nhá. Các bác nhớ này, mình mua phân khúc thân máy hay là chọn bộ thì cứ liên hệ trực tiếp nhà em là mình sẽ có đơn hàng thành công các bác. Em còn sót 3 bộ máy khoan pin Hukan chính hãng mã XC8 nha. Em sẽ có cái chương trình sale giảm giá và sale giá lộ vốn cho các bác nhà mình cái mã sản phẩm này. Khi mà nhận đơn cái mã sản phẩm này thì các bác nhìn cho em là nguyên bộ nó sẽ đầy đủ như thế này. Đây, có một thân máy, hai pin và một sạc các bác nha. Sạc của nó sẽ là sạc adapter như này. Và dòng pin 5 cell, pin 21V các bác ạ. Máy này thì có phụ kiện rất là nhiều đây ạ. Hơn 20 chi tiết mũi khoan vít đi kèm. Đầu máy sẽ là đầu 10 ly nha. Đầu mang danh sắt 10 ly khóa tự xiết như thế này. Đấy, con này sẽ có 3 chức năng luôn. Và điều chỉnh là 20 cấp độ chuột này. Máy rất là khỏe nha. Con này nó sẽ sử dụng là motor từ không chổi than các bác ạ. Model là Hukan mã XC8. Máy thì siêu nhỏ gọn và bao xài cho tất cả các bác thợ làm công trình. Hôm nay thì em chỉ còn có 3 bộ nữa thôi. Chốt cho 3 bác khách hàng là mình nhanh tay nhất thì là mình sẽ mua được cái mã sản phẩm này. Lên đơn cái mã này các bác nhớ gọi cho em là khoan pin Hukan XC8 nhá. Với mức giá em bán tặng là chỉ có 750.000 đồng thôi. Giá thị trường các bác sẽ mua là 850 cho đến 900.000 cho cái bộ sản phẩm này. Đây sẽ là cái mã sản phẩm Hukan, thương hiệu hàng đời đầu đây các bác. Hàng đời đầu thì các bác dùng bao giờ nó cũng ngon, nó cũng ok hơn là những cái hàng đời sau, đời mới các bác nhá. Lái cho đơn các bác cứ gọi đúng tên mã sản phẩm xem là ok. Máy rất chi là khỏe này. Con này sử dụng motor từ không chổi than nên là cực kỳ là tiết kiệm pin. Đấy, các bác chốt gọi cho em là khoan pin Hukan XC8 nhá. Giá em bán tặng là chỉ có 750k. Bác nào nhanh tay là mình sẽ chốt được cái mã sản phẩm này. Một mã sản phẩm với mức giá cực hời để dành tặng cho tất cả những bác nào mình đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này. Hôm nay thì em sẽ đại sale cho các bác nhà mình cái lô bộ máy khoan gia đình các bác nha. Hàng chính hãng của Drama các bác ạ. Hàng công ty, hàng chính hãng và ngày thật sự luôn. Ngày hôm nay các bác mua được cái giá rẻ hơn cả những cái con máy hàng chợ mà khi các bác mua ngoài thị trường nhá. Với cái bộ sản phẩm này thì sẽ trang bị cho các bác nhà mình đầy đủ hết từ A đến Z, không thiếu bất cứ một cái thứ gì. Đấy, hôm nay là đang có cái chương trình sale giá tặng như thế này. Với những cái mức giá hời như thế này thì các bác đang may mắn theo dõi được trực tiếp cái video này thì mình hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp bên em, số điện thoại phần tiêu đề để mình có thể mua được một bộ máy khoan gia đình. Phải nói rằng là đáp ứng đủ 3 tiêu chí: hàng ngon, bổ và rẻ nhất vị Bắc Bộ cho em. Nào các bác nhìn cho em này, cùng em đi xem đầy đủ những cái bộ sản phẩm này sẽ bao gồm những cái gì các bác nha. Khi mà các bác nhận về sẽ là một bộ máy khoan đầy đủ nguyên hộp như thế này nha. Trong này sẽ là có một khoan và một tay cầm. Máy thì sẽ là đầu 13 ly các bác ạ. Bộ máy khoan đầu kẹp 13 ly, đầu mang danh sắt và có khóa mở đi kèm cho các bác nhà mình luôn nha. Đây, có cả cái khóa mở mũi như này đi theo. Máy thì là sẽ xài là điện trực tiếp 220V các bác ạ. Đấy, con này khoan đầu 13 ly nha. Khoan đầu 13 ly. Công suất cực đại này các bác ơi, 1200W. Máy xài điện trực tiếp 220V. Hàng cực ngon. Và giá thì hôm nay là sẽ sale
giảm giá sập sàn cho tất cả các bác. Trang bị đầy đủ từ A đến Z, không thiếu một cái gì. Đây, ở đây thì các bác sẽ có là một cái búa đóng đinh này, một cái kìm này, một cái mỏ lết này. Đấy, kèm thêm sẽ là một cái bút điện như thế này. Và ở đây thì các bác nhìn cho em, sẽ có một cái thước đo ly nha, và một cái dây khẩu, dây đầu khẩu như thế này. Tiếp theo thì bên trong này thì vẫn còn rất là nhiều, một con dao dọc giấy, có cả một cuộn băng dính cách điện như này cho các bác nha, và một cái thước dây này. Đấy, một cái thước đo dây như này cho các bác. Kèm thêm là những cái đầu mũi khoan, mũi tôn, mũi vít. À, cái này thì không có mũi tôn nhưng mà nó sẽ có mũi vít và những cái đầu lối các bác nha. Phụ kiện đi theo còn có một cái tô vít 4 cạnh, một cái tô vít 2 cạnh và một cái đầu khẩu như thế này. Đó, rất chi là xịn sò luôn các bác ạ. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Với con khoan này thì sẽ có chức năng búa luôn ạ. Trên máy là sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường như này cho các bác. Nếu như mà các bác mua về để mình làm gia đình thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Sẽ làm được mọi việc trong nhà vì máy có chức năng búa để khoan tường. Và trang bị cho các bác đầy đủ những cái bộ phụ kiện như thế này, các bác sẽ làm được tất cả mọi việc trong nhà. Anh em có thể mua về, tham khảo mua về làm gia đình, hay là anh em thợ thuyền cũng vẫn rất là ok và chất lượng. Hàng chính hãng của Dorama cho em. Ngày hôm nay nếu bác nào mà có nhu cầu một chút đơn cái mã sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp bên em đặt hàng, gọi cho em đúng mã sản phẩm nhé. Gọi cho em là máy khoan điện 13 ly của Dorama, loại có phụ kiện nhiều. Và mức giá ngày hôm nay em bán tặng gửi tới tay tất cả các bác khách hàng chỉ với mức giá là 450.000 đồng thôi ạ. 450.000 đồng mà các bác có thể tham khảo và mua được một bộ máy khoan gia đình đầy đủ phụ kiện, đầy đủ đa di lăng như thế này. Hàng ngon, bộ rẻ nhất các bác nhá. Số lượng em có khoảng tầm vài chục bộ thôi. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu, đang quan tâm cái thì mình hãy nhanh tay đặt hàng. Hàng siêu siêu giảm giá các bác ơi. Một cái mã máy khoan pin mà sẽ đáp ứng đủ 3 tiêu chí hàng ngon, bổ và rẻ nhất cho các bác nhà mình. Đây là một bộ máy khoan pin 3 chức năng hàng chính hãng của Mazda. Và cái đợt này thì em sẽ về có rất là nhiều màu nhá. Nó sẽ có màu vàng như thế này, có màu xanh đen như thế này, và có cả màu xanh lá các bác ạ. Đấy, có rất là nhiều màu. Khi mà các bác mua cái sản phẩm này thì bên em sẽ gửi hàng bất kỳ các bác nha. Nếu như mà bác nào mà muốn lựa chọn màu để mình chọn màu theo phong thủy thì các bác nhớ báo nhân viên nhà em khi mình đặt hàng chọn màu cho các bác. Còn nếu không thì lại em sẽ gửi màu bất kỳ. Bởi vì là nó vẫn như nhau, nó chỉ khác màu thôi. Nó vẫn là hàng thương hiệu chính hãng của Mazda. Và với cái sản phẩm này khi mà các bác nhận về này, một bộ sản phẩm thì rất là nguyên đai nguyên kiện các bác nha. Bao gồm này, đây có một thân máy, hai pin và một sạc các bác ạ. Đấy, cái sạc của nó sẽ là hàng sạc adapter như thế này nha. Con máy này thì còn có theo một cái móc theo máy như thế này cho các bác này. Mẫu máy thì phải nói rằng là cực kỳ là đẹp luôn. Tuy nhiên là các bác nhìn cho em, nó sẽ có nhiều model nhá. Ví dụ như cái model con máy này sẽ ghi là 72V này. Đấy, con này thì nó lại ghi là 12V. Đấy, tức là ở cái phần pin này này, nó sẽ có nhiều model. Có thể sẽ là 12V, 72V, 21V hoặc là 36V các bác nha. Nhưng mà các bác đừng hiểu rằng cái V này là vôn nha các bác nha. Tất cả những cái model này dù nó ghi là 12, 36, 21 hay 72, thậm chí đến 100, 1000 thì tất cả nó vẫn sẽ đều là pin 21V. Đấy, pin này sẽ là pin 21V và dòng pin 5 cell các bác ạ. Máy sẽ là máy 3 chức năng cho em, đầu kẹp 10 ly như này nha. Đây, rất là khỏe khoắn luôn. Và các bác nhìn cho em cái mẫu máy này, ở hai bên sườn nó sẽ có cái phần mà để các bác có thể gài được hai cái tô vít như thế này. Đấy, để khi mà các bác làm việc ở trên cao ấy, các bác dùng nó rất chi là thuận tiện luôn các bác ạ. Máy và sẽ điều chỉnh được hai cấp độ như này nhá. Hai cấp độ nhanh chậm ở trên lưng máy và sẽ là có 25 cấp độ trượt. Đầu kẹp 10 ly thì các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 ly đổ lại. Đấy, máy cực kỳ là khỏe luôn. Hàng đa di lăng các bác nha. Có chức năng búa để khoan tường. Nếu mà với cái mã sản phẩm này các bác làm mà mình mua về để xài gia đình thì quá là tuyệt vời luôn. Sẽ làm được mọi việc trong nhà và phụ kiện thì rất là đầy đủ như thế này. Trang bị cho các bác là từ A đến Z luôn, không thiếu một cái thứ gì. Và các bác nhớ lưu ý cho em là sản phẩm này ngày hôm nay em sẽ có nhiều màu. Đấy, màu xanh than như này, màu vàng hoặc là màu xanh lá. Khi mà các bác mua thì em sẽ gửi màu bất kỳ luôn các bác nha. Và hôm nay thì với mức giá rẻ, phải nói rằng là rẻ siêu 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 rẻ
rẻ sập sàn luôn. Với mức giá mà bác nào nghe cũng sẽ cảm thấy là giật mình, nghĩ rằng mình nghe nhầm. Hôm nay thì với một bộ máy khoan pin đa di lăng như thế này mà chỉ với mức giá có 399.000 đồng thôi các bác ạ. Bình thường các bác ra ngoài thị trường một quả pin này các bác mua đã tầm rơi vào 200-250 rồi. Hôm nay với mức giá 399.000 mà để có thể mua được nguyên bộ sản phẩm đầy đủ như thế này, số lượng hôm nay em còn rất là ít nha. Cho nên là bác nào mình đang có nhu cầu, đang muốn quan tâm tìm mua một bộ máy khoan pin ngon bổ rẻ thì các bác đừng bỏ qua mã sản phẩm này. Chốt đơn nhớ liên hệ trực tiếp bên em và đọc cho em đúng tên mã sản phẩm các bác nha. Gọi cho em là khoan pin Maza 5 cell với mức giá chỉ có 399.000 đồng thôi. Đấy, máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Màu nào cũng như màu nào các bác nha. Đẹp chuẩn chỉnh này từ A đến Z, từ chất lượng này, từ giá tiền cho đến mẫu mã đều rất chi là ok luôn các bác nha. Số lượng em có khoảng tầm độ vài chục bộ thôi. Cho nên là bác nào mình nhanh tay là mình có đơn hàng thành công, chậm chân chậm tay thì là hết cơ hội các bác nha.